Hôm nay các bạn đang xem là cảnh các đệ tử người cá Tuyên đang học bơi để cứu thế giới, và Tuyên chính là người cá cuối cùng của Việt Nam, thậm chí là của cả quả địa cầu này luôn. Để có được thương hiệu đuôi nàng tiên cá mang tên Tuyên như hiện nay là cả một quá trình dài, âm thầm tập luyện và chịu đựng tất cả mọi thứ. Tuyên nghĩa là biết tất cả. Chào Information Unit, Tuyên đến với bơi lội không sớm cũng không muộn. Khoảng 9 tuổi, mình rất là thích bơi, nhưng ở nhà không có điều kiện nên cứ cho vô hồ bơi bên Kỳ Đồng á. Vô vọc nước ở trong đó mà nước hồ bơi Kỳ Đồng bây giờ với hồi xưa nó cũng y chang như nhau vậy à, rồi chỉ nhìn bạn bè xung quanh học bơi mà bắt chước làm theo. Thế nên tôi đi bơi chỉ có úp mặt xuống nước, nín thở và thổi bong bóng lặn qua lặn lại, chứ cũng không có biết bơi làm sao mà nó không bị mệt, không có được sung sướng như các bạn trẻ bây giờ được tôi giúp dạy bơi trở thành người cá, không chỉ ngoài đời mà còn trên mạng nữa. Đã vậy còn có sự kiện tặng quà được học bơi người cá miễn phí cuối tuần nữa. Thế nên tôi lấy cái sự thiếu thốn tuổi thơ của mình để bù đắp, thực hiện ước mơ cho các bạn trẻ trở thành người cá biết bơi để thoát khỏi bệnh tật. Nghĩ thử xem ở Việt Nam có mấy người lớn làm được như vậy vì các bạn nhỏ. Rồi đến năm 15 tuổi, Tuyên mới chính thức được học bơi, thực hiện ước mơ thời thơ ấu của mình. Lúc giai đoạn này, Tuyên mới thực sự bộc lộ khả năng tiềm ẩn, siêu kình ngư người cá trong bơi lội. Tuyên bơi thắng rất nhiều người bơi giỏi, đến nỗi chán và cảm thấy nhường nhịn cho họ thắng mình sẽ vui hơn là mình thắng họ. Nhẫn nhịn sẽ luôn biết được nhiều thứ hơn là kiêu ngạo. Đó là lý do tôi học được kinh nghiệm bơi lặn từ rất nhiều người thầy giỏi, là những huấn luyện viên, là những kình ngư nổi tiếng. Sau tất cả những điều đó thì tôi nhận ra rằng làm chủ được hơi thở khi bơi để không còn mệt mỏi, chiến thắng bản thân mới là điều quan trọng nhất. Khi tôi nhiếp tâm vào hơi thở, đến lúc quên bản thân, đã có lần bơi từ biển Vũng Tàu thẳng qua biển Long Hải, hay bơi từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều ở trên biển rồi ngủ luôn ở trên mặt nước biển, hay ngâm mình trong hồ nước lạnh ở hồ Tuyền Lâm tại thiền viện Trúc Lâm hàng giờ liền để thấu hiểu hơn về thân tâm của mình. Tiêu đã ngộ ra rằng cái cảnh giới bơi lội trong khổ hạnh sẽ ép cơ thể bạn khai mở tất cả huyệt đạo để biến mình thành một cái thỏi nam châm thu hút năng lượng của vạn vật khi thiền định. Rồi trong suốt những năm tháng tu luyện bơi lội ấy, Tiêu đã có những trải nghiệm không còn phải là của người thường nữa. Cho đến năm 2009, bên Mỹ xuất hiện phong trào bán đuôi nàng tiên cá, Tuyên cũng đã phải nuôi ý định làm chàng tiên cá Việt Nam. Đến 3 năm là năm 2012, Tuyên mới là người cá duy nhất ở Việt Nam nhập cái đuôi tiên cá đầu tiên về, trị giá là 5 triệu đồng, luôn cả tiền shipping, và phải đợi chờ cả tháng trời. Nó chỉ có cái lớp da mỏng với một cái đuôi nhựa mà Tuyên đọc cái dòng chữ trên đó là Made in China. Mà cái đuôi monofin bên trong á, là dành cho trẻ em chứ không phải người lớn đâu các bạn. Đeo vô nó không có giống như người cá thiệt. Mà lắc đuôi mạnh một chút là nó rớt cái monofin ra luôn. Là cái đuôi màu cam mà các bạn đã thấy tôi mang trong cái clip người cá lên bờ. Thì cái giá tiền là nó mắc kinh khủng luôn vậy đó. Mà đáng buồn hơn nữa là cái đuôi này xài nửa tháng là nó rách bung đuôi. Phải tốn ít nhất là 10 chai keo 502 tôi mới duy trì xài thêm được 1,5 năm nữa. Là cái đuôi nó cũng lủng, tan ben như là cái mùng vậy đó. Như hai cái đuôi cá mà đệ tử tôi đang mặc á, cái màu tím và cái màu xanh á, là của tiêu thiết kế nó vừa vặn với số đo và nó có nguyên một bộ luôn. Còn các bạn đang mặc nè, các bạn mặc cái đuôi cá mà Nemo á, của tiêu á, đó là cái đó là mua bên Mỹ, nó không có màu sắc dạ quang lấp lánh gì hết, mà nó chỉ có cái da vậy thôi đó, cái vải nó cũng mỏng lét à, mà nhập về Việt Nam á, nổi cái da không đó nha các bạn, là 55 đô, mà đem về Việt Nam là cũng thành 70 đô, là coi như là một cái miếng da thôi mà nó thành 1,000,000 mấy, chưa kể cái đuôi cá đó các bạn ơi, mắc không, mắc quá chứ còn gì nữa. Trong khi với 1,000,000 mấy là bạn đã mua được cái đuôi cá, cái da cá và nguyên bộ bikini đồ bơi người cá đã được thiết kế theo số đo riêng cho bạn, mà đã vậy còn kèm theo bảo hành đuôi tiên cá 1 năm, được đến chơi sự kiện người cá, được học bơi người cá miễn phí. Trời ơi, tôi làm quá trời điều tốt cho các bạn có nhận ra được điều đó hay không, mà còn trả giá nữa, chịu gì nổi không. Thay vì giúp cho các bạn nhỏ trở thành người cá ở Việt Nam để biết yêu quý thiên nhiên và động vật khó quá, trong giai đoạn này tôi có học thêm để lấy bằng người nhái quốc tế của Hiệp hội Buddy, nổi tiếng nhất ở Mỹ và trên toàn thế giới luôn nha. Nên vừa là kình ngư bơi lội, vừa là người nhái đã được thế giới công nhận. Mà học lặn người nhái thì tôi chỉ có một vị thầy duy nhất thôi là Nguyễn Văn Lộc, chứ còn thầy dạy bơi là bao la, không kể tên liền một lúc hết được, cũng 20 vị. Nên các bạn học bơi với tôi là tổng hợp kinh nghiệm của tất cả 20 ông thầy. Mỗi ông thầy ít nhất là có 10 năm bơi lội chuyên nghiệp, tôi trừ hao 5 năm thôi. Tính ra kinh nghiệm bơi lội của Tuyên cũng cả 100 năm rồi chứ bộ. Lúc này Tuyên cũng đã có nhiều kỷ lục cho bản thân của mình.
như là bơi hai vòng trái đất, thông hết tất cả các khoang trên mặt, nghĩa là có thể uống nước bằng mũi, xả hơi ra bằng lỗ tai như cá, hay nín thở lâu hơn 5 phút dưới nước, tạo ra lốc xoáy bằng tay ở trong nước như thái cực quyền. Tiêu cũng có tham gia một số cuộc thi bơi lội, nhưng mà không với cái tên gọi là Tiêu, mà tên khác, và một cuộc thi bơi lội nữa ở bên Singapore, nhưng mà Tiêu cũng đều thắng. Tiếp theo là nhờ thầy Nguyễn Lập Văn Lộc giới thiệu, Tiêu đã được tổ chức BDIC ở Mỹ cấp bằng thầy người cá quốc tế, nên ở Việt Nam Tiêu là thầy người cá duy nhất và cũng là thương hiệu duy nhất trên thế giới bán đồ bơi tiên cá rẻ đẹp, thiết kế theo số đo. Mỗi cái đu tiên cá làm ra đều có phong cách khác nhau và cũng là cái nơi duy nhất luôn tổ chức sự kiện cho cộng đồng người cá. Các bạn thấy đu tiên cá của tôi làm ra có nhiều kỷ lục ghê chưa? Không phải ai cũng làm được đâu nha. Trừ khi bạn phải thật sự là một người cá chuyên nghiệp thì mới có thể am hiểu để tạo ra những cái đu tiên cá tốt nhất mà thôi. Tuy Un cũng lấy đu tiên cá của mấy hãng khác về bán, cũng nghĩ rằng mình sẽ hợp tác giúp cho người ta bán hàng được tốt thì mình sẽ giúp được cho nhiều trẻ em, nhiều động vật được cứu hơn. Nhưng mà không phải như vậy. Giúp đỡ người thường, họ luôn có sự thay đổi, họ luôn có nhiều cái sự ích kỷ, ganh tị ở trong đó. Thì cũng như Tiêu dự liệu rằng sẽ không bán đồ lâu dài cho các hãng khác, đúng ý như rằng sự cố đã xảy ra về thời gian và giá cả lại tiếp tục khi mà cái lượng khách hàng đông hơn. Tiêu chính là người bị chỉ trích nhiều hơn, bởi vậy bán hàng cho những cái hãng khác không bằng chính mình tự tạo ra một cái thương hiệu riêng, các bạn nghĩ xem đúng không? Bên cạnh đó, Tiêu cũng đã có một cái công ty thiết kế website phần mềm cho thế giới, hoạt động từ năm 2012 ở Việt Nam. Tôi làm web ở Singapore, ở Hàn Quốc, ở Mỹ, ở Úc và ở Việt Nam. Đó là mấy thị trường chính của tôi cũng rất là thành công, nhưng mà từ khi chuyển qua làm về nuôi cá để thực hiện ước mơ cho các bạn thì tôi phải tạm ngưng hoạt động để làm việc vì các bạn nhỏ. Trong khi thiên nhiên và động vật đang cần cứu ngày một nguy cấp hơn, nên cái thương hiệu đồ bơi tiên cá Tiêu ra đời. Mục đích góp phần thay đổi lớn về ý thức cộng đồng. Tiêu sẵn sàng khẳng định đây là thương hiệu đồ bơi tiên cá thật sự vì các em nhỏ, chứ không muốn cạnh tranh với ai cả. Với lại tôi cũng muốn thông báo cho các bạn biết rằng những cái hãng bán đồ bơi tiên cá khác, trẻ em mặc đu tiên cá của họ vào thường không có đảm bảo về nguyên tắc an toàn. Vì đã có nhiều trường hợp trẻ em bị sặc nước, rồi xém chết đuối, thậm chí cũng có một hai em đã chết đuối. Nên bán đồ bơi tiên cá dởm là sẽ rất làm hại cho trẻ em. Giống như Tiêu khi bán đồ bơi tiên cá phải thiết kế thiệt là tốt. Và đã vậy, còn kèm theo dạy bơi người cá miễn phí nữa. Ít ra các em có được một buổi học bơi với Tiêu vào cuối tuần để biết sử dụng cái đuôi tiên cá của Tiêu đúng cách nhất. Thế nên Tiêu cũng đã nhìn ra được nếu mà làm chuyên tâm về bán đuôi người cá này á, thì tôi sẽ không có thời gian đi giải cứu động vật và làm những việc để kêu gọi bảo vệ động vật. Và cũng tin chắc rằng không ai mà bán đuôi tiên cá làm được những việc như Tiêu đã làm. Nếu mà có chuyện đó xảy ra thì cũng phải 10 năm nữa đợi các đệ tử Tiêu trưởng thành. Họ sẽ giúp lại các bạn. Hôm nay tôi dám khẳng định rằng thương hiệu đồ bơi tiên cá của mình thật sự biến ước mơ thành hiện thực là như vậy. Chỉ có mua đồ bơi của Tiêu thì bạn mới trở thành một người cá thực sự. Còn mua của mấy thương hiệu khác, họ chỉ là cái kiểu bán hàng xong rồi thôi. Quyền hạn nào, chứng nhận nào cho bạn được làm người cá quốc tế? Đặc biệt, lương của người cá quốc tế hiện nay là 200 đô la một giờ. Tiêu là người cá được thế giới công nhận nên biết rất rõ. Bạn học bơi đến trình độ nào, có thể làm được việc gì thì tôi mới giới thiệu cho bạn làm công việc ấy. Còn bây giờ, tôi cũng có mấy đệ tử rất là tự cao, kiêu ngạo, cứ nghĩ học tới level 2 là xong, trong khi bơi còn dở ẹt. Thế mới nói tôi vẫn đang trông chờ vào sự tiến bộ của các học trò. Trong vòng 10 năm tới, chắc chắn tôi sẽ có được đệ tử khắp thế giới. Như mấy bạn người cá đến từ Pháp này đây, tuy ôn rất tâm đắc, tuy bơi không có được đẹp lắm nhưng cần cù, siêng năng thì tương lai thành tựu rực rỡ. Rồi giúp tuy ôn cứu thiên nhiên và động vật là tuy ôn đã thực hiện xong sứ mệnh ở cái thế giới này rồi. Có thể ra đi thanh thản, không chút vướng bận luôn đấy. Chúc cho tất cả các bạn có được đu tiên cá của Tiun đều có thể trở thành tiên cá biết tất cả. Biết tất cả thì mới không còn đau khổ, sinh lão bệnh tử.